Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, giảm 762 vụ, giảm 484 người chết và giảm 214 người bị thương. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đua xe trái phép, chở quá khổ, quá tải chưa được xử lý kịp thời. Để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong 6 tháng cuối năm, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trong tình hình mới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng cao điểm an toàn giao thông, tăng cường hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề để phòng ngừa tai nạn giao thông.